Giám sát này thì phòng quản lý cũng phối hợp với địa phương là thường giám sát thường xuyên. Giám sát thường xuyên, nhưng những sai phạm của đơn vị thu gom thì không bị phát hiện. Trong khi người dân liên tục gõ cửa cơ quan chức năng để cầu cứu, nhưng những nguyện vọng của họ gần như bị bỏ ngoài tai. Bãi rác này tập kết đây rất là lâu rồi, nhưng mà đây bao nhiêu hộ dân chúng tôi đây cũng đã lên tiếng rất là nhiều lần, nhưng mà chưa được di dời, nhưng mà càng ngày càng tập kết về rất là nhiều. Nhìn ra thì thấy cũng chỉ đứng đây tặc lưỡi xót ruột vậy thôi, chứ cũng không biết làm sao hết. Kêu thì không ai giám sát, không thấy gì hết. Theo quy định, sau khi thu gom, các đơn vị phải xúc rửa các thùng chứa rác đặt cố định trên các tuyến đường. Nhưng vấn đề này gần như không được thực hiện. Xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng sau khi tập kết rác gần như bị địa phương buông lỏng, không giám sát. Sao họ nói là sau khi làm xong lúc 10 giờ tối rồi họ rửa? Cái đó không biết, cái đó chuyện đó họ nói. Còn sáng thì mình thấy có chiếc xe đi rửa. Nhưng mà tối em có thấy không? Không, tối là không có xe rửa. Theo đại diện Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, trong hồ sơ đấu thầu đều có quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị thu gom rác. Quy trình giám sát cũng được phân định rạch ròi giữa các cơ quan ban ngành. Giám sát hợp đồng thì là trách nhiệm của chủ đầu tư, rồi trách nhiệm của cái đơn vị thực hiện hợp đồng là đơn vị thu gom chẳng hạn, rồi sau đó là tiếp tới là trách nhiệm của ủy ban dân quận huyện, ủy ban dân xã phường thị trấn và các sở ngành có liên quan đến môi trường. Nhiệm vụ giám sát đã được cụ thể đến từng phường xã, thế nhưng những sai phạm của đơn vị thi công vẫn tồn tại năm này qua năm khác. Theo người dân, phải chăng có sự du di, thiếu quyết liệt trong xử lý? Có hay không sự độc quyền khi chính quận huyện trên toàn thành phố chỉ có 4-5 đơn vị trúng thầu thu gom rác thải?